vô ngay cái cửa đó, mày vô đi xong rồi mày đi lên 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 bên này, người ta nói bên đó family của mình bên này vừa đúng áp người. Bây giờ mình có bạn rồi, con vô là vừa đúng áp người là một chuyến xe đó, con cứ nói family như này nha, lên lên đi nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.